Tăng chết rồi chú. Chú cho phép con đưa bà Ngân về để làm mai táng cho nó. Con xin chú. Được, con đưa bà ta đi đi. Không được. Em có biết là nếu như thả bà ra, chắc chắn chuyện bà giết thằng Đăng sẽ bị lộ ra với Ngọc. Lúc đó Ngọc sẽ trở mặt với bà. Chưa kể bà ta mà nói ra thì công an sẽ truy bắt bà. Mình tuyệt đối không thể để bà đi được. Ba. Ba ổn mà. Nhưng mà con đưa bà ta đi đi. Dạ, con cảm ơn chú. Trả con lại cho tôi. Đăng ơi, mẹ đây nữa. Đăng ơi. Ở đây không có ai đâu. Bà không phải giả điên nữa. Trả con lại cho tôi. Đồ giết người. Trả thằng Đăng cho tôi. Bà đã nói cái gì vậy? Bà bình tĩnh đi. Thằng Đăng chết rồi. Không, thằng Đăng chưa chết. Trả con cho tôi. Đồ giết người. Làm ơn bình tĩnh lại đi. Đồ giết người. Bình tĩnh lại. Tôi sẽ đưa bà đi gặp Đăng. Gặp Đăng. Phải bình tĩnh lại. Không còn cơ hội nữa đâu. Gặp Đăng. Đúng rồi. Đi gặp Đăng. Bình tĩnh đi. Đăng ơi. Bình tĩnh. Đăng ơi. Gặp Đăng đâu? Đăng đâu? Đây hả? Ngủ hả? Đang ngủ hả? Rồi, đang ngủ rồi. Đang ngủ. Đang ngoan lắm á. Lâu rồi đang không có nổi nóng. Cũng không có chửi la nữa. Đừng có la rầy Đăng nghe không? Để cho Đăng ngủ. Nói nhỏ nhỏ thôi, đừng có nói lớn. Nói nhỏ nhỏ thôi. Để Ngân ru Đăng ngủ nha. Đăng ơi, Đăng ngủ cho ngoan. Đăng ngủ cho ngoan. Đăng ngủ cho ngoan. Ngủ ngoan nha. Chị Ngân à? Đang ngủ. Đừng có la lớn. Để Đăng ngủ. Đăng giận á. Đăng ơi, Đăng ngủ. Bây giờ chị Ngân chị chỉ còn có một mình. Phải làm sao để ở con? Con cũng không biết phải làm sao nữa. Bà ấy mới chỉ vừa tỉnh lại thôi. Vậy mà cú sốc này chắc chắn là bà ấy điên lại. Mình đã không giữ được lời hứa bảo vệ đâu. Huynh. Em. Là do em. Do em vô dụng không cứu được nó. Từ khi gặp lại Đăng, em chưa bao giờ làm tốt trách nhiệm của một người chị. Em chưa bao giờ đối xử tốt với Đăng. Em không xứng làm chị của nó. Em không xứng đáng. Em muốn khóc thì khóc cho đã đi. Đừng có kìm nén nữa. Đăng ơi, chị chưa kịp gọi em một tiếng em trai mà Đăng. Đời người thật sự rất ngắn ngủi. Khi còn sống tranh giành đấu đá, đến mức một sống một còn. Rồi khi chết đi cũng không mang theo được gì. Thì tại sao phải trả thù? Tại sao phải làm cho người khác đau khổ hả Đăng?
mình đã giết con trai của mình. Mình mới không xứng đáng làm cha. Kế hoạch hoàn hảo, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Xem lại sớm nhất trên ứng dụng THVNLI.